chào các bạn, mình tên là Trần Thu Nga. Mình đang là sinh viên, mình đến từ Học viện Hàng không. Mình mong muốn rằng là đến cái chương trình này mình sẽ có thể có mở rộng được kiến thức cho mình về cái lĩnh vực này. Mình thì tên là Hòa, mình hiện tại là đã đi làm rồi, tốt nghiệp từ trường Đại học Bách Khoa. Mình thấy có những cái chương trình cũng rất hay của mấy chuyên gia mà ta chia sẻ những cái kiến thức mà thực tế. Thì hiện tại thì mình cũng xem qua mấy cái chương trình đó thì thấy nó hay và bổ ích. Hôm nay đến với chương trình thì mình rất chi là ngạc nhiên. Tại vì song song với những cái nó rất chi là thiên về chuỗi cung ứng thì chương trình cũng có rất nhiều buổi hội thảo cũng như là nhiều cái booth, nhiều cái chỗ để hướng dẫn cho sinh viên về định hướng nghề nghiệp, phát triển cá nhân và kỹ năng nói chung chứ không chỉ là về chuỗi cung ứng. Thì mình cảm thấy hôm nay đến với chương trình thì mình biết được nhiều hơn về những cái định hướng nghề nghiệp nói chung và cả chuỗi cung ứng nói riêng nữa, nếu mà mình có định hướng theo nghề nghiệp này trong tương lai.